Sau 3 giờ ngồi trong phòng thi, đúng 11 giờ 15, tiếng trống thu bài môn thi ngoại ngữ kết thúc. Trên 93.000 học sinh của Hà Nội đã hoàn thành xong ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên. Năm học 2021-2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có điểm đặc biệt so với những năm học trước. Đó là học sinh phải vừa học, vừa ôn thi và thi trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Do đó, nhiều bậc phụ huynh không biết các con tiếp thu kiến thức như thế nào để có thể làm bài đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, cứ nhìn những gương mặt tươi tắn của các em học sinh khi rời khỏi phòng thi sáng nay, phần nào thấy được rằng đề thi năm nay được đưa ra sát với nội dung chương trình dạy học và ôn thi mà các nhà trường và ngành giáo dục đã định hướng. Dạ, con nghĩ là đề văn năm nay cũng không khó khăn lắm. Phần nghĩa là xã hội cũng thế. Con nghĩ là cách nếu mà các trường cho các bạn luyện đề nhiều thì các bạn cũng đã làm vào đề đấy rồi. Còn đề thi môn tiếng Anh thì cũng không có khó khăn và con nghĩ đề thi tiếng Anh cũng không phải là một môn để phân cấp bậc. Em thấy đề ngữ văn năm nay không quá khó, nó sát so với những gì mà thầy cô đã dạy trực tiếp khi cùng em học ở trên trường. Tiếng Anh thì đề em nghĩ các bạn có thể làm được và sau khi làm xong thì cũng không cảm thấy căng thẳng lắm. Điểm thì em cũng sẽ mong là vừa đủ để có thể đỗ được vào trường nguyện vọng 1 của em. Năm học này, toàn thành phố Hà Nội có tổng số hơn 93.000 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và môn ngoại ngữ. Sáng mai 13 tháng 6, các thí sinh tiếp tục thi hai môn là môn toán và môn lịch sử. Trong đó, môn toán kéo dài trong 90 phút và môn lịch sử là 45 phút.